Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Showbiz News. Chúc các bạn luôn tràn đầy năng lượng và niềm vui trong cuộc sống. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Có lần trong một chương trình, Tạ Na gọi điện cho Triệu Lệ Dĩnh nói: "Anh hai, cho em mượn ít tiền, gần đây hơi eo hẹp." Triệu Lệ Dĩnh cúp điện thoại không nói lời nào. Lý do là gì vậy? Triệu Lệ Dĩnh kiệt xỉn không cho bạn thân vay sao? Tạ Na từng nói rằng cô và Triệu Lệ Dĩnh đều có kinh nghiệm đấu tranh ở tận đáy lòng lẫn tính khí nóng nảy. Họ là những người bạn thực sự trong đời sống riêng tư. Giờ đây, Tạ Na đã là bà chủ của show Happy Family, là chị đại của đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam. Còn Triệu Lệ Dĩnh cũng đã trở thành nữ diễn viên hạng nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Trong một lần ghi hình, Tạ Na kể về mối quan hệ giữa cô và Triệu Lệ Dĩnh để xác minh rằng mối quan hệ của cô và Triệu Lệ Dĩnh rất bền chặt. Thế là Tạ Na đã gọi điện cho Triệu Lệ Dĩnh để vay tiền. Không ngờ Triệu Lệ Dĩnh cúp điện thoại khi nghe Tạ Na nói mượn tiền. Tạ Na chỉ có thể che giấu vẻ xấu hổ bằng tiếng cười lớn. Nhiều người cũng thắc mắc về mối quan hệ này, tại sao Triệu Lệ Dĩnh lại làm mất mặt Tạ Na trên sóng truyền hình như thế. Sau đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng giải thích, vì cô biết Tạ Na sẽ không thiếu tiền, lại biết cô ấy lại là một chùm nói đùa nên không cho cô ấy có cơ hội tiêu xài trong chương trình. Tuy nhiên, tình cảm giữa Triệu Lệ Dĩnh và Tạ Na thực sự tốt. Khi Tạ Na có con đầu lòng, Triệu Lệ Dĩnh đã tặng một chiếc khóa vàng. Khi biết Tạ Na sinh đôi, cô đã gửi tặng một chiếc khóa vàng khác. Và cách đây không lâu, trong album mới của anh xã Tạ Na, Trương Kiệt, Triệu Lệ Dĩnh đã đóng vai nữ chính trong MV mới của anh. Trong ngày đầu năm mới, Tạ Na thông báo tin vui đang mang thai lần thứ hai, sau đó từ từ tạm dừng việc ghi hình. Trong thời gian Tạ Na vắng mặt, Trương Vũ Kỳ và Đinh Chính Hâm đến chủ trì lớp học và thành lập một nhóm giới hạn vui vẻ. Trong khoảng thời gian đó, cũng có tin đồn rằng Trương Vũ Kỳ sẽ lấy mất vị trí của Tạ Na. Nhưng bây giờ sự trở lại của cô cũng khiến tin đồn thất bại. Ngày 22 tháng 8, phòng truyền hình trực tiếp của Kuben vô cùng sôi động, hạnh phúc gia đình Triệu Lệ Dĩnh và Dương Di đã tụ tập để chào đón Tạ Na trở lại với công việc. Happy Camp là chương trình tạp kỹ chủ lực của đài truyền hình Hồ Nam đã hoạt động được 24 năm, đã có những đóng góp xuất sắc cho các chương trình tạp kỹ và thậm chí là thương hiệu của đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam nổi bật trong nhiều năm. Tạ Na đã đồng hành cùng chương trình chục năm nay, là một trong những MC đình đám của Trung Quốc. Việc gọi điện vay tiền Triệu Lệ Dĩnh chỉ là cách thêm gia vị đặc biệt cho chương trình của cô. Còn Triệu Lệ Dĩnh rất hiểu cô bạn gái thân của mình, tình bạn ấy sau bao nhiêu năm vẫn bền chặt. Ta hãy chúc cho họ luôn có được mối quan hệ trong sáng bền lâu. Video của mình kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.